Gấu. Gấu còn hiền quá. Đâu điện thoại vợ mà ngu. Gấu yêu tụi nó nâng cấp bên đây nghe sư tử rồi đó. Nó gấu rồi, gấu chịu nổi với cha con nó người. Phải lên sư tử mới được. Chú sư ngon. Vào lại live mới giúp em nha các chị ơi. Thê tử nương tử. Em chào chị Tuyết Huệ nha, em chào chị Jenny Hân. Lên đồ gì đây ta? Này lên pyjama đi các chị nha, pyjama đồ mặc nhà đi. Có chị nào muốn mua giả váy thì nói em lên giả váy. Lên đồ này đi mấy chị ơi, đồ này đẹp nè. Hàng Latin nha mấy chị ơi, hàng này là em bao xịn cho mấy chị luôn nha, bao xịn bao mát luôn. Latin hàng cao cấp, Latin với mango. Hàng này em có size to luôn. Đồ này bự với chị lắm hả? Bộ này chắc cỡ 60 60 kg. 60-65 kg. Nó bự. Cho bự chị bộ tay ngắn đi. Đồ này đẹp. Đồ này vừa với em luôn nè. Dạ váy bữa giờ là em lên liên tục rồi đó chị nha. Em lên ngày nào em cũng có like hết đó. Chị coi giúp giùm em cái like hồi tối hôm qua đi. Coi mẫu chị chọn chị ok không. Bữa nay lên bộ này đi cái chị. Bộ này mặc ở nhà ha. Mùa này cái chị mặc mấy bộ này nha cho nó mát hàng. Đúng rồi. Đẹp quá chừng đẹp luôn, bộ bi này đẹp dữ vậy ta. Mình lấy mình mặc luôn nha. Mặc khỏi ủi. Mát dữ lắm luôn, hồi sáng mặc cái bộ đồ xanh đó. Đẹp. Chị Trần Thanh chốt bộ giả váy sọc nâu hồi nãy á hả chị? Bộ 130.000 á đúng không chị ơi? Bộ này đúng không? Đúng thì chị ok giúp em ha. Bộ em mặc là 125.000 nha mấy chị ơi. Hàng Latin nha, lụa Latin hàng cao cấp giúp em, hàng bán shop, bán store mấy chị. Hàng này các chị mua 190-200.000 một bộ á. Hàng sale. Em bán cho các chị giá 125.000. Rất là đẹp luôn. Rồi, bộ này đúng không chị Trần Thanh ơi? Rồi ok, em chốt cho chị ha. Giả váy là hiện tại là em có 3-4 mẫu đó. Chị coi lại cái like tối qua giúp em nha chị Nguyễn Trang ơi. Coi mấy mẫu đó là chị có thấy chưa. Còn hôm nay là em không có về giả váy. Giả váy em mới về hôm qua rồi. Qua hôm kia gì á. Rồi bộ em mặc là 125.000 nha mấy chị. Hàng Latin nha. Em là 1m58, em 48kg nè. Mấy bộ này thì các chị nhìn cái form em mặc là các chị biết nó đã đẹp rồi. Nó không dám, nó không có giống như những cái hàng Quảng Châu hoặc là những cái hàng mà các chị mua mà sợ mà quần nó chật ha. Form này rất là đẹp nha, lên chuẩn form. 125.000 các chị.
hàng Latin nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nha, vải nó mướt rượt à. Đó, chị nào mà mặc ủ kem ủ này kia rồi nè, mặc mấy này nào nó mát lắm. Vâng. Năm mươi lăm ký trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 1. 55 kg tay dài giúp em nha, mã số 1. Này, viền nè. Lụa Latin giúp em nha mấy chị, Latin xòe vô rất là mướt và rất là mềm chứ không có khô tay nha. Hàng, hàng cao cấp giúp em rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã số 1. Mã số 2. Mã số 2 em được 2 bộ. Mã số 2 em được 2 bộ các chị. Mã số 2. Sao mấy ký vừa không ta? 58 ký chứ chị, 58 ký trở lại mặt dừa. Bộ này 58 ký trở lại là mặt đẹp luôn nè, lên form rất đẹp luôn ha. Bộ này cái chị mặc vô á tự nhiên cái chị thấy người mình nó sang lên, chân nó dài ra mấy chị. Lên giúp em mã số 2, đẹp quá chừng đẹp luôn. Mã số 1 cho chị Nhung Mai. Rồi chốt em mã số 2 nha, 57-58 kg trở lại mặc dừa 125.000 một bộ các chị. Rất là đẹp luôn. Lên giúp em bộ này mã số 3, chờ cái màu nó đẹp mấy chị, 60 kg trở lại mặc dừa. 60 kg trở lại mặt dừa, 60 kg cao 1m55 nha. Em thường em đọc ví dụ 60 kg trở lại thì các chị để ý giúp em á là cao 1m55 trở lên, còn chị nào hơi thấp người, cái chị hơi tròn người thì các chị trừ hao lại 2-3 kg giúp giùm em. 125.000 một bộ, có 63 kg nha chị Nguyễn Kim Hồng ơi. Chị chờ em tí xíu đi, em lên size lớn cho bộ này, em có size lớn. Hàng này vải em bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã số mấy vậy bé Thi? Mã số 3 giúp giùm em nha mấy chị, mã số 3, số 2 em chốt cho chị Nhung Mai luôn. Trời, cái bộ màu hồng này thấy cưng dữ vậy. Mặc lên là sáng trưng luôn mấy chị. 58 kg trở lại mặt dừa luôn, tay dài luôn nha. 57-58 kg trở lại mặt dừa, lên giúp giùm em là mã số 4. Chốt em mã số 4 màu hồng phấn nè mấy chị. Mã số 4 57 kg trở lại mặt dừa. Mã số 4 em có 3 bộ. Giống nhau hết đúng không em? Khác hả? Mã số 4, mã số 4 em chốt cho chị Trang Nguyễn. Ủa chị Trang Nguyễn là em gọi cho chị được rồi đúng không? Đơn của chị có đi được đơn nào cho em? Em kiểm tra thử, kiểm tra trên hệ thống đi được đơn nào chứ? À con chị nhận hàng rồi, ok ok chứ. Tại vì em không nhớ là đi được hay chưa. À hình như em chốt đơn cho chị á, em nhớ rồi. Con trai chị nhận hàng đúng không? Phải không, phải bữa cho chị gọi đúng không? 125.000 một bộ cái chị. Bộ em mặc, bộ em mặc còn nhưng mà size nhỏ chị Diễm Thúy Nguyễn, bộ này size tầm khoảng 52 kg trở lại chị. 52 kg trở lại là mặt đẹp. Trời bộ này đẹp quá mấy chị ơi, bộ này 60 kg trở lại mặt dừa nè các chị. 60 kg cao 1m55 trở lên, chị nào dưới 1m55 thì 57 kg trở lại. Chốt em mã số 6. Mã số 6 giúp em nha, mã số 6. Đẹp. Ủa, con bộ 1 hả bé Thi? Có hình con khác được không chị? Chị Tina Trần ơi. Nó giống vậy đó chị nhưng mà cái hình của nó khác, mã số 4 nè chị được không chị? Cái màu hồng giống vậy luôn á. Mã số 4 được không chị đẹp?
số 6 cho chị Trang Nguyễn á, chị bấm nè. Được không chị? Được, em chốt cho nó giống, nó chỉ khác cái hình cái con ở phía trước thôi. Mã số 4. Ủa bộ này hồi nãy mã số mấy với thị? Ủa cái bộ này đẹp quá chừng mấy chị. Ok, em chốt cho chị Tina Trần nha. Dạ ok chị Trang Nguyễn nha. Ờ cái bộ này đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ này đẹp dữ lắm. Bộ này 62kg trở lại mặt dừa. Bộ này 60, em chốt cho cái chị 60kg đi, cái chị mặc cho nó thoải mái nha. 60kg trở lại mặt dừa, chốt giúp giùm em bộ này là mã số 8. Mã số 8 giúp em nha, mã số 8. Bộ này 60kg trở lại mặt dừa nè các chị, lên giúp em mã số 8. Số 8 em chốt cho chị Trang Nguyễn. Chị Nguyễn Kim Hồng chốt sao rồi, chị Nguyễn Kim Hồng ơi. Chờ em xíu đi chị, cái hàng đó em còn nhiều nhiều kiểu đẹp lắm. $125.000 nha. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị Hoa Nguyễn Nguyễn muốn mua bộ gì vậy chị? Kiểu gì á? Chị muốn mua kiểu gì chị nhắn lại kỹ lại giúp giùm em ha. Bác Thị ơi, em đưa cho chị cái cọc hàng mới đi bác Thị. Bỏ cái này qua bên đi. Đưa cho rút lên cho chị mấy bộ cho anh. Cho chị mấy cái bộ màu. Rút hơi chưa rút cho chị mấy bộ màu Latin. Lên giúp em bộ này là sơn thủy hồng các chị. Sơn thủy hồng nha. Sơn thủy hồng này em có hình như em có tay dài với tay lõi luôn á. Sơn thủy hồng bộ này các chị đẹp chốt giúp giùm em bộ này là em coi nhiêu ký nha. Rồi bộ này 58kg trở lại mặt dừa. 57-58kg trở lại mặt dừa, lên giúp em sơn thủy hồng. Sơn thủy hồng các chị. Nè quần của nó này mặc thoải mái luôn ha. 58kg trở lại mặt dừa, lên giúp em sơn thủy hồng. Không, bộ này không có size 6 chị. Bộ này em không có size 7 mấy ký nha. Bộ này size tầm khoảng 65kg trở lại à. Là tối đa. Chốt em mã sơn thủy hồng các chị ơi. Sơn thủy hồng đẹp lắm luôn á. 58kg nha, 58kg trở lại. Đó 60kg vừa không phải thị. Cái áo em mặc vừa không? Cái quần thì em mặc ok. 60kg mặc được không? Chắc được á. Sơn thủy hồng 60kg trở lại luôn các chị. Form thoải mái. Ồ đẹp quá. Vừa luôn ha. Rồi sơn thủy hồng là 60kg trở lại mặc dừa. Các chị đẹp chốt giúp giùm em. Em nhớ hình như nó có tay dài nữa. Đúng rồi chị rút hai cọc đó xuống giùm em. Mấy cái là tin màu. $125.000 các chị ơi, đẹp quá. Này như nó có một kiểu một. Bộ này không có size 70kg chị. Alo, giờ Dũng nghe ạ. Ờ, chị em ra ngoài cho cái chị Dương Ngọc Tiên à. Ờ, chị đó nói sao chị không trừ hai cái bộ mà chị đó gỡ lên cho chị. Không có trừ bill không? Là cái đơn hôm bữa là em gửi cho chị rồi hả? Ủa chị em nhận được rồi. Rồi em mới gửi bill. Anh chờ em tí xíu nha, em kiểm tra bill á, hoặc là anh dở cái bill màu hồng ra anh coi giùm em á, mấy bạn tính tiền á, coi mấy bạn có trừ ra không anh. 460 là không có trừ đúng không? Trừ 250 hả bé thị? Rồi vậy anh trừ cái đơn đó 250 giùm em đi, em lên em điều chỉnh cái code lại cho. Mấy bạn quên trừ á. Dạ. Rồi rồi. Chị Chính bữa giờ không mua được bộ gì buồn ghê á chị. Bộ này em có size 65kg trở lại. Ôi bộ này đẹp quá luôn nè. Rồi bộ này 65kg trở lại mặt dừa nè các chị. Bộ này size lớn nè.
quần ống rộng bông màu tím mà tay cánh tiên hay gì chị Hoa Nguyễn ơi, chị lên chính xác cái mã đồ giúp giùm em mới lấy cho chị được. Tay cánh tiên mà bộ dúng á, ví dụ như tím là em có là tím nâu nè. Rồi em có là nhí tím nè. Đó, chị lấy cái nào? 65 kg trở lại mặt dừa nè các chị. 65-67 kg bộ này chị nào cao 1m56-57 trở lên 67 kg mặt dừa. Lên giúp em mã này là mã sang nha. Tay dài, đẹp lắm. Bộ này form to. 65-67 kg nha. Đó. 65 kg trở lại đi. Cho các chị mặc cho nó thoải mái. Dạ còn nha chị Nhân ơi, bộ 185.000 cái bộ mà thiêu hôm qua em mới về đó đúng không chị? Em còn nha, em chốt cho chị bộ xanh cớm size số 3. Mã sang em chốt cho chị Trang Nguyễn. Rồi lên giúp em mã này là mã đẹp nha các chị. Nè cái hàng các chị thấy mạc hàng bán store nha mấy chị ơi, nên mà vải nó đẹp lắm. Chị Phạm Thị Nhân chốt màu xanh cớm với màu gì vậy chị? Mã đẹp em chốt cho chị Trang Nguyễn. Đôi mã đẹp đẹp size bự luôn nha mấy chị, size 65 kg luôn. Chốt em mã đẹp, đẹp em chốt cho chị Trang luôn. Mã sang em hết rồi chị. Mã sang mình đâu còn bộ nào nữa hết á. Mã sang em còn có một bộ à. Mã đẹp em chốt cho chị Trang luôn. Màu tím ok, em lấy cho chị màu tím nha. Rồi của chị hai bộ á chị. Màu tím với màu xanh cớm size 3. Rồi chốt em mã này là mã sọc đi các chị. Mã sọc cái chị đẹp nhà em nha. Yeah. 65 kg trở lại mặt dừa luôn các chị, lên giúp giùm em mã sọc ạ. À. Mã sọc. 125.000 một bộ chị ơi. 65 kg trở lại mặt dừa luôn các chị, lên giúp em mã sọc. Nè cái bộ này các chị mặc là em bao sang luôn nè. Bộ này mặc không sang không mát là không lấy tiền đó. Bộ này mặc lên như quý bà vậy đó mấy chị. Nó đẹp dữ lắm. Em giơ lên cho các chị nhìn cái lụa nha. 62 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 10. 60-62 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 10. Đẹp lắm. Mã số 10 giúp em nha. Màu này nó là màu da mấy chị, nó không phải màu trắng nha, lên nó hơi chói. Lụa Latin giúp em nha, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã số 10, em có một bộ 60-62 kg trở lại mặt dừa mã số 10. Trăm 125.000 nha cô Báo Ngô rồi. Dễ thương quá. Năm mươi bảy, 58 kg trở lại mặt dừa các chị. Lên giúp em mã số 11. 57, 58 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 11. Lụa Latin xịn giúp em nha mấy chị yêu nha. Các chị xài vô nó rất là mướt cái tay luôn. Mát lạnh luôn á mấy chị và mặt rất là nhẹ. Nó không có bị khô nha. Mã số 11 em chốt cho chị Trang Nguyễn. Mã số 10 em chốt cho chị Thấm Thấm Nguyễn. Này là mã số 11 đúng không em? Rồi mã số 12. Mã số 12 màu đỏ đô nè, lên đẹp lắm mấy chị. Mã số 12 ha, chị nào có con gái hay gì nào hoặc chị nào mà hơi xì tin tí xíu đó, chị lấy mấy bộ này dễ thương lắm. 57 kg trở lại mặt dừa giúp em luôn, mã số 12. Hình họa tiết dễ thương lắm nha mấy chị, hình cô gái cưng lắm. Cổ của nó vậy nè. Hai cái túi hình trái tim, mã số 12 giúp em. 57 kg trở lại mặt dừa, mã số 12.
Đẹp quá mấy chị ơi, mã số 13 mấy chị. Mã số 13. 60 kg trở lại mặt dừa. À, bộ này 57 kg thôi mấy chị. 56 57 kg trở lại thôi. Đẹp quá. Mã số 13 giúp em nha. Sang lắm. Mã số 13 các chị. Mã số 13. Mấy chị mặc bộ này lên tự động mà mình sang lên liền rồi mấy chị. Cho chị nhìn mặt bé Thủy. Đấy em nói bé Thủy nó gửi hình inbox riêng cho chế nha chế ơi. Đẹp quá mấy chị ơi, đẹp đẹp xuất sắc luôn nha. Lên giúp em mã số này, mã số 14, 65 kg trở lại mặt dừa, mã số 14 mấy chị. Chị nào hơi thấp người tí xíu thì 62, 63 kg lên giúp em mã số 14. Giả đẹp lắm nha mấy chị ơi. Các chị hãy tin em nha, mấy bộ này mặc ở nhà là bao thích luôn á. Mã số 14 em chốt cho chị Trang Nguyễn. Mười lăm giống vậy nhưng mà tay dài, 65 kg trở lại luôn, mã số 15. 14 là tay con nha, 10 là 15 là tay dài. 15 mấy chị, 15. Giả váy em còn hàng nghiêm nha, không có hàng sale nha chị. Không có hàng sale nha chị Nguyễn Thị. Em còn bộ 165 với bộ 170 không à chị. 15 em chốt cho chị Trang Nguyễn luôn, 15 mình coi còn, em coi còn không bé Thị. Trên đó kìa, chốt cho chị Tina ăn bộ luôn. Tay dài. 15 em chốt cho chị Trang một bộ, chị Tina chờ em tí xíu nha, em coi còn không em lấy cho. Cái bộ này dài nó lạ lạ mấy chị. 50 kg trở lại mặt dừa cho chị đẹp nào nhỏ nhỏ người nè. Thì mua bán là em còn cái đó đó chị. Chị hỏi em là thường chị hỏi giả váy là hàng sale nên em trả lời cho chị luôn là em còn hàng nghiêm không á, em không có hàng sale nha. Em còn hàng 165 với hàng 170. Bộ này 50 kg trở lại mặt dừa các chị, 50 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 16. Chốt em mã số 16 nha, 50 kg trở lại đẹp lắm. Mã số 16. Mặc mấy bộ này khỏi ủi sướng. Rồi ok, em chốt cho chị Tina Trần một bộ mã số 15. 16 là 50 kg trở lại mặt vừa. Em biết rồi chị Nguyễn Thủy ơi, em đâu có nói gì đâu. Thì chị mua về chị bán lại, nhưng mà ý của em là em không có hàng sale. Em chỉ còn hàng nghiêm, hàng 165, hàng 170 chị có mua được không? Đúng không? Chị có muốn mua cái mẫu coi mẫu đó để chị mua về chị bán thì em lên cho chị. Tại vì hàng thì em không có để sỉ chứ em đâu có nói gì, chị mua về chị bán em biết mà. Nhưng mà tại vì hàng là em không có bán sỉ, em chỉ bán lẻ thôi. Nên làm thường mấy chị mua hàng nhà em thì mấy chị cứ canh hàng sale nha. Chị nào mua bán lại á. Chứ em đâu nói gì đâu. Còn chị là lấy sỉ thì chị phải lấy số lượng giúp giùm em. Ví dụ em ngắt ra cho chị mua bên em quen á thì em ngắt ra cho chị. Nhưng mà thường sỉ là chị tự trả tiền phí ship chứ em không có hỗ trợ. Nha. Rồi 60 kg trở lại mặt dừa các chị, lên giúp em mã số 17. Rất là đẹp luôn nè. 60 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 17 màu xanh biển nha. Rất là đẹp luôn, mát. Mã số 18 giúp em, 18 màu đẹp nè mấy chị, 18. Cho em mã số 18, 58 kg trở lại mặt dừa các chị, mã số 18. 17 em chốt cho chị Trang. Lên giúp em mã số 18 nha chị. Mã số 18, 57, 58 kg trở lại mặt dừa. Cái màu này đẹp quá.
Bộ này chắc 60 kg chị mặc cũng được á, nhưng mà chị nào phải cao 1m57 trở lên á. Đó là em canh cho chị 58 kg cho cái chị mặc thoải mái ha. 57-58 kg lên giúp em mã số 18. 18 em chốt cho chị Trang Nguyễn luôn. Em mở cho em coi. Mười chín là tay ngắn đó chị. Để lại cho chị mặc luôn đi. Xu được một bộ nữa. Khoái mặc mấy cái giải này. 19 giúp em nha, 19. 19 60 kg trở lại mặc dừa nè, em chốt cho chị Trang luôn. 19 chị em chị về chị Tina sao rồi, chị Tina ơi để em coi còn bộ nào size của chị nữa không. Hai mươi cái chị ơi, mã số 20. Em chọn bộ này vô thử đó bác thầy. Để coi canh nha, 60 kg quần thì ok đó. Cái áo. Tay em mặc kích thôi. Rồi 60 kg mặc được. Ok ha. Rồi bộ này 60 kg trở lại cái chị, lên giúp em mã số 20. Tay dài luôn. 20 em chốt cho chị Trang luôn. Mấy cái bộ mà form bự bự có thể em đưa chị cái cọc xanh đó, thấy không, lấy cho chị cầm đó. Chị đẹp thấy cái cọc xanh đó xuống cho em đi chị, xanh trắng đó, bộ nó có size lớn dưới cái toàn dưới đúng rồi. 125.000 một bộ, bộ em đang mặc còn nha chị Hoa Phạm ơi, bộ em đang mặc là 50-52 kg trở lại mặc dừa đó chị. Bộ em đang mặc là mã bi trắng, em còn được hai bộ, em đang định xu bộ này nữa nè. Đẹp lắm. Tay dài xe đại nè mấy chị, em có mấy bộ xe đại nè. Mã này lên giúp em mã số 21 của chị. 73 kg không vừa chứ ơi. Đồ em đang mặc là 125.000. Rồi em có bộ này nha, 65 kg trở lại mặc dừa. Lên giúp em mã số 21. 65 kg các chị. 65 kg trở lại mặt dừa, các chị đẹp chốt giúp giùm em bộ này nha. Vải là em bao xịn cho mấy chị luôn, 65 kg ạ. Lên giúp em mã số nhiêu vậy? Quên này. 21 nha, em có 4 bộ, 21. Mã số 22. Này đẹp nè mấy chị. 22 cái chị, 62 kg trở lại mặt dừa, mã số 22. Này là dạy mặt không một nếp nhăn luôn nè mấy chị ơi, nó mướt á. 62 kg trở lại mặt dừa, dễ thương lắm luôn. 22 cho chị Trang Nguyễn một bộ. Chị gì quên mất tiêu rồi, chị Tina ơi, chị Tina lấy bộ này nè, 50 kg là bộ em đang mặc đó chị. Chị Hồng Tấn có 50 kg nha, 50 kg em có bộ này, 50 kg nữa nè. Bộ này cái vải của nó vải gì á, nó giống như là Latin lụa vậy mấy chị, nó ngộ ngộ, nó đẹp lắm. Bộ này 50 kg trở lại luôn, bộ em mặc cũng 50 kg. 22 em chốt cho chị 22 cho chị Trang Nguyễn một bộ, chị Nguyễn Hà một bộ là em hết. 125.000 một bộ chị, Latin với mango cao cấp giúp em nha, hàng bán store với hàng bán shop không à, giải đẹp lắm. Này mã số này, mã số nhiêu vậy đó? 15. Rồi, bộ này cái chị lên giúp giùm em nha. 60 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 23. Lên mã số 23, 60 kg trở lại mặt dừa giúp em mấy chị, mã số 23. 23, 60 kg trở lại mặt dừa.
Happy em đang mặc là 50-52kg tùy chiều cao á chị Mỹ Thanh ơi. Form này gọn á chị, form này là nhỏ đó. Em 1m58 48kg nè. 52kg trở lại, cao 1m55 trở lên. Còn chị nào dưới 1m55 thì tầm khoảng 50 bốn mấy ký trở lại. Bộ em đang mặc giải đẹp lắm. Rồi bộ này cái chị đẹp nha em. Bộ này 57kg trở lại mặc vừa. Lên giúp em mã số 24, 57kg trở lại mặc vừa. Lên giúp em mã số 24. $125.000 bộ nha chị. Rồi mã số 25, hình trái dâu. Tiểu thơ này rất đẹp luôn. Mã số 25 cái chị, 25. 60kg trở lại mặc vừa, mã số 25. Mã số 25, 125.000 đồng giá hết giúp em nha mấy chị, mango với latin giúp em nha. Mã số 25. Nè chị coi giúp giùm em cái form đồ đi. Em đứng với chị coi giúp giùm em nha. Đó, được thì mình chốt. Chị Nguyễn Ngọ 23 và 24. Tới mã số nhiêu rồi bé thầy? Chị đang cầm là 25 hả? 226. Rồi mã số 26. Ôi mèo dễ thương quá. Tay dài mấy chị. Kg trở lại mặc vừa. Lên giúp giùm em mã số 26. Tay dài tiểu thơ dễ thương lắm. Về buộc cái nơ lên giùm em nha. Latin này là latin mướt tay lắm nha mấy chị, không phải là latin khô tay nha. Latin xịn đó. Mặc vô sờ vô một cái là nó ghiền. Nghe diễn tả gọi như là ghiền luôn. 26 em chốt cho chị Trang Nguyễn. 26 đúng không? Mặc bộ này vô rồi đi mua thêm hộp dâu nữa mấy chị. Mua thêm hộp dâu nữa nào dùng. Dâu nha. Mã số 27. 27 giúp em nha, 27. Trời dễ thương quá à. Phối với màu đỏ mận nè các chị, sang lắm mấy bộ này các chị mặc sang đó. Chị nào mà chưa từng mặc mấy cái lụa latin này mà cái chị mà hơi khó tính tí xíu đó nha. Mấy chị mà thích những cái hàng gì mà nó sang, nó mướt mà nó đẹp á thì các chị nên chốt mấy bộ này nè, giá nó rẻ mấy chị. Mấy bộ này mình mua là cỡ 100 mấy 200.000 một bộ đó. Các chị bước vô store hoặc shop các chị mua mấy bộ chất liệu vải như vậy là tầm khoảng 190 hoặc là 210 nha, nó dao động từ khoảng giá đó đó. Bộ dâu này dễ thương lắm. Mã số 27 nha mấy chị, 27. 60kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã số 27. Quần không có ngắn đâu nha. Tại vì hàng thiết kế theo hàng shop á mấy chị, nên là cái form quần 1m58, 1m6 đồ là các chị mặc ok hết. Mã số 27. Bộ em đang mặc là mã số 1. Bộ em đang mặc mã số 1 các chị, 50-52kg trở lại mặc vừa chị Phan Đỗ. Bộ dâu đó dễ thương dễ sợ luôn. Mã số 27, 60kg trở lại mặc vừa. Ồ đẹp quá mấy chị ơi. 57-58kg trở lại mặc vừa. 57-58kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã số 28. Mã số 28, bộ này màu đẹp lắm nè. Mã số 28 giúp em mấy chị, 28. Dạ em cảm ơn chị Việt Hồng rất là nhiều nha chị ơi. Bộ mã số 1 em đang mặc cho chị Phan Đỗ. Đây nó còn bộ hay gì nè mấy chị. Mã số 28 giúp em nha các chị, 28. 55-56kg trở lại mặc vừa. Ý, bộ này dễ thương quá. Rồi lên giúp em mã số 29. 29. 60kg trở lại mặc vừa các chị, 29. Bộ này lên tiểu thơ quá hả.
60 kg. Cái chị nhớ là cao 1m55 trở lên nha chị, nào dưới 1m55 thì trừ hao lại giúp giùm em là tầm khoảng 2-3 kg. Tay dài các chị lên giúp em mã số 29. 29 em chốt cho chị Trang Nguyễn. Ba chục mấy chị ơi, 58 kg trở lại luôn ha, mã số 30 màu xanh nè, 58 kg trở lại luôn ạ, 57-58 kg trở lại luôn, lên giúp em mã số 30 em chốt cho chị Trang luôn. Lên giúp em mã số 31. 65 kg trở lại mặt dừa. 31 65 kg trở lại mặt dừa các chị. Mã số 31 tay dài, 65 kg trở lại mặt dừa, chốt em mã số 31. 31 là hàng chuẩn to luôn nha mấy chị ơi, mã số 31 giúp em nha. 65 kg trở lại mặt dừa. 125.000 bộ chị. Rồi mã số 32 em có 3 bộ cho mấy chị luôn nè. Mã số 32. 65 kg trở lại luôn nha. Mã số 32 các chị, bông cam. 65 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 32. 32 125.000. Trái tim, trái tim. Màu trắng mà lên hình trái tim nữa mấy chị ơi, nó đẹp. Nó là mango với lụa Latin nha chị ơi, hàng cao cấp giúp em nha. Trời ơi, bé Thủy ơi, sao em không lấy bộ này mặc bé Thủy? Hả? Ôi, nó đẹp. Mặc lên là tôi nói lên giúp em mã số 33 mấy chị, 65 kg trở lại mặc dừa. 65-67 kg nè. Bộ này size bự nè. 65 kg trở lại ha, lên giúp giùm em mã số 37. Ủa quên nhiêu, 33. Mã số 33, bộ này đẹp dữ lắm. Mặc lên là trẻ ra biết bao nhiêu tuổi luôn. Lên giúp em mã số 33 nha, 65 kg trở lại mặc dừa, mã số 33. Em chốt cho chị Tho Phạm. Thả tim mệt nghỉ luôn. Em cảm ơn chị Vũ Đòn rất là nhiều. Chị Vũ Đòn đi công tác về chưa chị? Rồi lên giúp em mã số 34 với chị. 33 em chốt cho chị Tho Phạm ha. 34 là bi nha các chị. Nền xanh đen lên bi, 65 kg trở lại mặt dừa luôn. Tay dài. Mã số 34, nền xanh đen lên bi màu trắng. 65 kg trở lại mặt dừa các chị. À, bộ này đẹp quá. Chốt em mã số 34 nha. 34. Ok chị Vũ Đòn. Em ơi chừng nào có áo bà ba lẻ. Áo bà ba lẻ chắc chưa có quá chị ơi. À, ngày mai á, ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ có cho các chị là tầm khoảng 150 bộ. À, bà ba nguyên bộ là áo bông á. Áo bông phối với quần màu nha chị. Rồi em cảm ơn chị Vũ Đòn. Rồi 34 em chốt cho chị Trang Nguyễn nha. 34 cho chị Trang Nguyễn một bộ. Rồi mã số này mã số 35 giúp em mấy chị. 35 35 65 kg trở lại mặt dừa luôn, mã số 35 giúp em ạ. À. 65 kg trở lại mặt dừa, mã số 35 giúp em luôn các chị. 35.
Mấy bộ này cái chị mặc sang lắm nha, mã số 35. Em lên một lọt cái size lớn cho mấy chị nào. Size lớn thôi em có ít à. Rồi, mã số này là mã số 36. 35 rồi, lên 36 giúp em nè. 36, 65kg trở lại luôn. Cái chị. À bộ này 62kg thôi cái chị ơi, bộ này size nhỏ hơn. Bộ này 62kg trở lại nha, 62kg trở lại. Lên giúp em mã số 35. 35 hay 36 đấy chị. 36 nha cái chị, 36 là tầm khoảng 62kg trở lại. Chốt em mã số 36. Chốt em mã số 36 cái chị. Bò sữa. Mã số 37. 60kg trở lại mặt dừa. Mã số 37 các chị, 60kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 37. 60kg trở lại mặt dừa tay dài luôn. Mã số 37. Bộ này không có size 70kg rồi chị Trinh Phương ơi. 65kg trở lại hả chị? kg là bộ nào mà em nói 57-58kg trở lại đó là chị mặc được đó chị Hoa Tống Thị Như. Tại hàng này là hàng mặc hàng resize mà. Bộ nào mà chị nghe em đọc 57-58kg trở lại là 55 rồi đó là chị mặc ok nha. Rồi bộ này cái chị 57kg trở lại nè. Nè như mấy bộ này 52kg là chị mặc ok hết rồi. Lên giúp em nha cái chị 57kg trở lại mặc dừa. Trời, hình chị mèo rất là dễ thương luôn nè chị. Để túi. Mã số nhiêu rồi bé thị? 38 giúp em nha. Mã số 38, 57kg trở lại mặc dừa. Mã số 38. Mấy bộ mà năm mấy ký trở lại là 52kg là chị mặc dừa đẹp đó. 38 em chốt cho chị Trang Nguyễn. Rồi cái này là quần lỡ nha mấy chị ơi, quần đùi nha. Cái áo của nó sẽ phơm dài nha mấy chị. Cái áo dài phủ mông và cái quần đùi cái chị mặc ở bên trong giúp giùm em. Sáu mươi hai ký trở lại mặc dừa nha cái chị đẹp nha em. Đùi á thì em sẽ bán giá cho cái chị là 115 ngàn ha. 115 ngàn. Cái nào đùi thì 115 ngàn giúp em, rẻ hơn 10 ngàn. Mã số 39. Cái này cái chị mặc nó sẽ phủ mông nha cái chị, cái quần đùi cái chị mặc ở trong nha, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã số 39. Mát lắm. Lên giúp em mã số 39. Cái bộ 40 này đẹp chứ gì. Rồi mã số 40 cái chị. Mã số 40 nha, 55kg trở lại mặc dừa. Mã số 40, áo màu phối với quần nè. Mã số 40 cái chị. 40, 55kg trở lại mặc dừa. Mã số 40. 40 cho chị Trang Nguyễn. Bốn mươi cho chị Trang. Rồi 52kg nè chị Hoa Tống Thị Như ơi, bộ này là đúng size của chị nè. 52kg mặc bộ này. Lên giúp em mã số 41. Em không có size 73kg chị. Chốt giúp em mã số này nha. Bộ này 50-52kg trở lại nha. Chị nào 52kg cao 1m56-57 trở lên giúp em. Lên giúp em mã số 41. Trời, cái này cái lụa của nó đẹp lắm mấy chị. Lên giúp em mã số 41 nha mấy chị, mã số 41. Rồi, mã số 42 em được 2 bộ.
Mã số 42 nè, giờ là tới form nhỏ nhỏ lại cho mấy chị rồi nè. Màu riêu nè. Đẹp quá. Năm mươi lăm ký trở lại mặt dừa. Chị nào thấp người thì 52 ký trở lại giúp giùm em thôi. Đẹp lắm. Lên giúp em mã số này, mã số bốn mấy vậy bác sĩ? Này là 42 hả? Mã số 42 giúp em nha, mã số 42. 43, cái cổ của nó khác mấy chị, 43. 43 giúp giùm em luôn. 42 em chốt cho chị Hoa Tống Thị Như. 43 55 kg trở lại mặt dừa luôn nè các chị. Bốn mươi ba ha. 42 là cổ nó khác, 43 là cái cổ nhọn giúp em. 43 mấy chị. 55 kg trở lại mặt dừa luôn. Lên giúp em mã số 43. 55 56 kg trở lại. 43. Lên giúp em mã số 44. Dễ thương quá. 55 kg trở lại mặt dừa, mã số 44. Mấy bộ này đẹp nè, chị Hoa Tống Thị Như ơi, chị mặc mấy bộ này lên nhìn nó trẻ, nó trắng và nó đẹp lắm. Lên giúp em mã số 44, 55 kg trở lại mặt dừa các chị. Mã số 44, 55 kg trở lại mặt dừa. Mấy chị cởi nút ra nha mấy chị ơi, em lười á. Em chồng vô không à. 70 kg không có, chị cho Bảo Ngân ơi. Em có tầm khoảng size 65-67 kg à. Mấy bộ này em canh cho cái chị mặc cho nó thoải mái. Bốn mấy rồi bé Thị? Bộ chị mặc bốn mấy? 44. Bộ em mặc là 44, mấy chị 55 kg trở lại mặc dừa, mã số 44. Sáu mươi lăm ký hồi nãy là em lên mấy mẫu luôn rồi đó chị. Giờ là lên size nhỏ nhỏ lại nha. Nè em 1m58 nè mấy chị thấy cái form quần em mặc không? 1m58 48 kg nha. Đó, form quần là cái chị mặc nó vừa luôn á. Đẹp lắm. Không có bị ngắn ngắn hết trơn. 44 em chốt cho chị Nhung Mai. Chị Jenny Hân ơi, dù quần là em có báo với chị rồi đó chị. Bây giờ cái quần màu đen em dơ lên cho chị coi á, chị cũng không có nhìn được cái chất liệu vải hay cái gì hết trơn á. Quần là ống rộng nha, em chỉ có quần ống rộng thôi. Quần chất liệu vân gỗ là 80 ngàn, còn chất liệu thun lai dông á là 55 ngàn chị nha. 125 ngàn một bộ nha chị Hoa Tống Thị Như nha. Bộ này 60 mấy ký nè chị, 63-65 kg mặt dừa nè. Hai chị đẹp nào họ mới hỏi em nè. Lên bộ giúp em bộ này là mã đẹp đi, 65 kg trở lại mặt dừa. Mã đẹp 65 kg nha chị đẹp ơi, cao 1m55 trở lên, chị nào hơi thấp người thì 62-63 kg trở lại. Đẹp lắm luôn, lên giúp em mã đẹp ha, mã đẹp em còn được một bộ nữa nè. Chốt em mã đẹp chị. Mã đẹp hồi nãy chị Trang Nguyễn có rồi hay gì đó chị Trang Nguyễn. Alo, giờ dự nghe hả? Dạ. Em nhắn Diệu tại chị coi mà chị không biết rồi nên em nhắn Diệu lấy cho chị về bộ áo chị 45 kg nha em. Bộ đồ màu trắng trắng rồi cho chị đợi chị cũng làm chị làm đó. À chị. À chị của bé Lành hả? Chị mua bộ đồ mặc nhà đồ Latin đó hả chị? À chị Diệu nó đang like á mà chị không biết comment. Dạ. Em nè, em là bé đang like nè. À, chị bao nhiêu ký là cái bộ Latin đồ chị mặc nhà đó đúng không? À, rồi chị bao nhiêu ký? Thấy em đang like mà chị Tư không biết comment. Dạ, rồi để em lựa cho. Dạ. À rồi chị ấy đi rồi có gì để em hỏi. Rồi để em lựa cho nha. Dạ.
Ok, mã đẹp em chốt cho chị Trang Nguyễn thêm một bộ nữa hả? Đẹp em hết rồi chị Tuyết Nga Lê ơi. Đẹp em còn được có một bộ đó nữa hả? Size 50 mấy, size 6 mấy ký chị chờ em tí xíu đi chị. Chờ em tí xíu em lên thêm cho. Bộ bi trắng ship rồi hả chị? Rồi tiếp tục bộ này nha mấy chị yêu ơi. Lụa Latin đẹp lắm luôn nè. 57 kg trở lại mặt dừa. 55-57 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 45. Lên giúp em mã số 45 cái chị. Mã số 45. 55-57 kg trở lại nè cái chị. Đẹp lắm luôn á. Lụa Latin nha. Lụa Latin hàng cao cấp mấy chị nha. Nó không có bị khô cái chất liệu vải nha. Rất là đẹp luôn các chị cứ yên tâm nhé. Lên giúp em mã số 45 các chị. Mã số 45. Mã số 46. Bộ này lên tiểu thơ lắm nè. Dễ thương chưa? Mã số 46 nha. Bốn mươi lăm em chốt cho chị Rosie Đòn. Mã 46 cái chị. 46 57 kg trở lại mặt luôn. Chị nào thấp người thì 55 kg ha, chị nào cao trên mét 55 thì 56-57 kg trở lại giúp em màu xanh đen nè mấy chị, rất là đẹp luôn. Chốt giúp giùm em mã số 46, 45 là bộ đó đó mấy chị. Mã đẹp cho chị Trang. Mã số 46 giúp em nha, màu xanh đen lên cái bộ rất là tiểu thơ luôn nha mấy chị. Chất quá chừng mướt luôn à. Rồi lên giúp em mã này, mã sơn thủy hồng. Sơn thủy hồng cái chị đẹp nhà em. 65 kg trở lại mặt dừa nè các chị. 65 kg cao trên mét 55, chị nào dưới mét 55 thì 62-63 kg trở lại. Đây bộ này lên giúp em mã sơn thủy hồng. Dạ ok chị Tư nha, để em số like rồi em lựa cho, em lựa size cho chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này, mã sơn thủy hồng nha các chị. Chị nào cao mét 56, 57 trở lên thì 65 kg. Chị nào hơi thấp người hơn tí xíu thì 63 kg. Rồi cái bộ này sang dữ lắm, sang luôn nè mấy chị. Mấy chị chốt đi, em nói thật luôn á. Chị nào mà cái hơi trung niên tí xíu, tầm khoảng 40 mấy 50 tuổi ha, chị mặc cái bộ đồ này nè, đẹp dữ lắm luôn. Dạ nó đẹp á. Bộ này rất là sang luôn nha. Sơn thủy hồng em chốt cho chị Phạm Thủy một bộ. Dạ em gửi về cho bé Lành nha chị. Sơn thủy hồng, chị Phạm Thủy ơi lên giúp em số điện thoại chứ. Dạ em cảm ơn chị Chương 8 rất là nhiều ạ. Rồi bộ này cái chị 57 kg trở lại là các chị mặc đẹp. 57 kg trở lại là mặc bao đẹp luôn nè. 57 kg em còn được một bộ hai bộ gì là hết cái mẫu này rồi. Rất là đẹp luôn nha. 57 kg Latin chọn cái vải nó đẹp mấy chị. Vải rất đẹp luôn. Lên giúp em mã số 4 này 4 mấy mà. 47, mã số 47, 57 kg trở lại mặt dừa. Dạ rồi ok chị Tư nha. Em thấy số điện thoại của chị Phạm Thủy 125.000 một bộ chị. Này giống thôi mấy chị. Vô luôn đi em, 47 luôn. 47. Lựa cho chị 3 bộ Latin tay ngắn. Bao nhiêu ký em quên rồi chị Thu Thảo ơi. Hôm bữa chị dặn em mà em quên nữa. Em lựa cho chị Thu Thảo giùm chị. Chị mua cho con gái chị hình như 60 kg á bé thị. Còn mấy bộ màu ở trên đó em thảy xuống giùm chị luôn á bé thị. Chị đẹp. Còn cái nào màu hàng Latin đó chị thảy xuống giúp giùm em. 65 kg em có nha chị Bạch Liên ơi.
giờ qua mấy cái bộ này là cái dáng nó tiểu thơ rồi nha mấy chị. Ủa màu xanh biển này nãy chưa chốt hả? Bộ của chị chốt chưa? Em còn được bộ xanh biển cho mấy chị nè. Bốn bảy em chốt cho chị Thanh Lê. Ok 60 kg ha chị, để em cho em lựa cho. Hả? 47 em chốt cho chị Nhung Mai một bộ luôn. Form đồ nè mấy chị rất là đẹp luôn ha. Ê. Chị mua cho con gái chị. Ừ. Ừ vào. Đây em giơ lên. Vừa không? Được không? Ừ. 125.000 một bộ chị. Nè bộ em mặc nè các chị, em 1m58 đó, em 48 kg đó. Em đang mặc bộ này, bộ này là size 50 tầm khoảng 55 ha, 55 57 kg, chị đẹp nhà em mặc được. Bộ xanh biển em chốt cho chị Thanh Lê luôn, bộ xanh biển em mặc cho chị Thanh Lê luôn. Bộ này luôn hả? Đẹp như vậy dễ thương chưa? Mã số 48 mấy chị. Bộ này là mã số 48 nè chị Nhung Mai ơi, chị Nhung Mai lấy bộ này đi, chị Nhung Mai mặc bộ này vừa nè. Dễ thương nha. Chị Nhung Mai chịu bộ em đang mặc không? Em lấy cho chị nè, chị Nhung Mai ơi, mã số 48 nè. 48 là màu xanh biển chứ. Bộ này mã 49 đi mấy chị, mã 49. Bộ này 55 kg trở lại à. 55, chị nào thấp người thì tầm khoảng 52 53 kg. 49, mã số 49 dễ thương lắm chị. Mã số 49 nè, tay dài ha. Đó, mấy chị mặc ủ kem, mũ này kia đồ nè, mấy chị dưỡng da rồi mặc mấy bộ này nè mát. Sáu mươi lăm em lấy với chị bộ này được không chị? 65 kg nè. Chị Tiết Nga Lê. Size 75 kg em không có rồi chị đẹp ơi. Chị, em lấy cho chị bộ tay dài được không chị Tiết Nga Lê ơi? Bộ này 65 kg nè chị. Giá đẹp lắm. Em gò xịn sò luôn á, mặt không một nếp nhăn nha. Nó cái chị giờ vô nó giống như có độ co giãn nhẹ vậy đó. Chị Tiết Nga Lê ok không ạ? À? Cái này em còn tay dài. Ok, rồi chốt cho chị Tiết Nga Lê bộ đó luôn đó. Lên giúp em mã số 49 mấy chị. Xanh biển hả? Xanh biển. Xanh biển em hết rồi, em còn xanh ngọc được không chế? Xanh biển còn bộ này nè chị Nhung Mai, kiểu này nè. Đẹp chứ vậy. Rồi dễ thương quá. 70 kg em không có chị. Chị Nhung Mai ơi, bộ này được không? Nhưng mà bộ này bự nha. Bộ này 60 kg nè, em lấy cho chị ấy đi. Chị Thu Thảo đi. Đổi là bộ dâu đi. Đổi là bộ dâu đi, lấy cho chị bộ này. Bộ này 60 kg nè, bộ này đẹp nè. 60, 62. Ờ lấy bộ đỏ, bộ xanh. Rồi xả cái bộ dâu ra. Dạ. Chỉ 3 bộ. Lấy mấy bộ này ra thử cho bé thử. Nè bộ đó là quần ngắn. Cái cổ tròn là quần ngắn. 60 kg trở lại mặt dừa nè cái chị tay dài. Cái bộ này dễ thương quá. Bộ này cái chị mặc tiểu thơ luôn nè.
Rồi bộ này 57kg trở lại mặt đẹp. 57kg trở lại giúp em nha, lên giúp em mã số 50. Lên giúp em mã số 50 nha. 57kg trở lại mặt dừa. Đẹp lắm mấy chị. 57kg trở lại mặt dừa nha, chốt giúp em mã số 50. 57 quần dài hả? Mã số 50 giúp em. 57kg trở lại mặt dừa. Mấy bộ này em trừ hao cho mấy chị rồi đó. Đây bộ này rất đẹp luôn nè. Bộ này 60kg trở lại mặt dừa. Trời, 63kg thì chị ghi 63kg thì chế. 63kg chế nhảy lên 70kg thì làm gì mà có sai. 63kg cao 1m55 trở lên là mấy cái bộ mà em nói 65kg đó là em đã trừ hao cho mấy chị rồi đó. Mấy chị mặc dừa nha. Trời đất ơi, cái dừa hao gần cả 10kg của người ta. 10kg là biết bao nhiêu chưa? Biết lên 2-3 size luôn rồi đó. Đừng có trừ hao dữ vậy chị. 63kg cao 1m55 trở lên là mình mặc được nha. Chế trừ hao vậy là chế không có mua được đồ luôn đó. 50 em chốt cho chị Thùy Phạm, 125.000 một bộ chị. Rồi cái bộ em mặc cái màu nó đẹp mấy chị, nó phối caro nữa chứ. Đẹp lắm. 125.000. Chứ đừng có trừ hao, mấy cái bộ này chứ trừ hao, em đã trừ hao rồi, chị trừ hao một cái nữa là không có sai luôn. Rồi bộ này 60kg trở lại mặt dừa nè. Chốt em mã này mã số 51. Bộ này 63kg mặc được luôn nè chị. 62-63kg cao 1m57 trở lên đó, là 63kg mình mặc được luôn đó. Em trừ hao cho mấy chị còn cái 60kg đó. Mã số 51 em chốt cho chị Tiết Nga Lê. Đẹp chữ gì chèn. Bác thấy coi còn bộ nào kiểu này không bác thầy. Đẹp như vậy. Mã số 51. 51 em chốt cho chị Thanh Lê nha. Hả? Chị Tiết Nga Lê chứ lộn. 51 cho chị Tiết Nga Lê nha mấy chị. Có một bộ à. Rồi mã số 52 nè. Năm mươi hai là 55kg trở lại mặt dừa. Năm mươi lăm kg trở lại mặt dừa. Mã số 52. 55kg trở lại. 52 em đang mặc là 55kg trở lại mặt dừa. Không, mấy cái shop kia là nó khác á. 52 em chốt cho chị Yên Ngô. Chị Yên Ngô ơi, bộ này 55kg trở lại thôi nha chị Yên Ngô. Mấy shop kia là người ta canh đại size cho chị á. Còn em là em canh em trừ hao cho mấy chị để nó chuẩn size á. 52 cho chị Nhung Mai một bộ. Ủa bé Lành chốt bộ nào vậy bé Lành? Ok chị Yên Ngô nha. Rồi mã số 53. Mã số 53, 57kg trở lại mặt dừa. Mã số 53 các chị. 56, 57kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 53. Alo. Anh chờ em tí xíu đi rồi em anh lên trạng thái đi rồi em xuống live em mấy cho em chỉnh điều chỉnh cho tại em đang live stream rồi. Dạ yên tâm điều chỉnh cho nha, tại vì cái máy này em điều chỉnh rồi anh lên trạng thái đi rồi có gì em điều chỉnh cho. Ừ, rồi em xuống live em điều chỉnh cho. Dạ. Năm mươi ba em chốt cho chị Tiết Nga Lê luôn. Bộ em mặc là 125.000 một bộ. Mẫu em đang mặc không có size 65kg. Chị Phạm Thủy ơi, cái bộ size mà 60 mấy ký của chị chờ em tí xíu đi chị.
mấy cái bộ mà kẻ da rồi đó bé Thủy, em coi còn không bé Thủy, em lấy cho chị mấy cái bộ mà size lớn lớn đó bé Thủy. Cái này là gấp vậy luôn á. Bên này luôn hả? Mấy cái bộ mà kẻ da, bộ gì hôm bữa đó, mấy bộ kẻ kẻ đó. Đây chị ơi. Nè bộ 6 mấy ký nè, để em lên bộ 6 mấy ký cho mấy chị nha. Sáu mươi lăm ký trở lại mặt dừa nè chị. Lên giúp em mã hoa đi chị đẹp, 65 kg trở lại nè. Tay ngắn quần dài nè. Size bự nhất hả? Tay dài, ok, em lấy cho chị bộ bộ này nha chị ơi. Mã hoa cho chị Yên Ngô một bộ, chị Lộc Thiện một bộ. Ừ, bộ bi xanh đó cho chị luôn đi. Chị Hương ơi, em lấy cho chị bộ này được không? Bộ này tay dài nè. Chị 63 kg, chị cao 1m55 thôi chị. Bộ này chị mặc vừa hay ta? Này em mặc còn rộng thôi bé Thủy. Mã hoa em hết chị Phạm Thủy ơi. Hơi ôm hả? Thật là chị mặc không vừa rồi. Chưa, để em coi nha chị ơi. Tay dài chị hơi khó đó, chị chốt tay lỡ nó sẽ dễ hơn tay dài. Bộ nó bị lỗi bé Thủy ơi. Bộ nó cái tay nó gáp á. Chị coi bộ này cho nó có bị. Bộ này không có nè đúng không? Rồi em chốt cho chị Hương một bộ này nha chị Hương. Một bộ này nha, bộ này chị mặc được nè. Cái bộ này cái tay của nó bị lỗi rồi mấy chị. Cái tay nó bị lỗi bên này. Chờ chờ em xíu nha mấy chị. Tay dài có 60 kg nhiều lắm. Chị mà chị Mộc Miên 60 kg là cái bộ vàng hồi nãy đó, là 60 kg chị mặc ok đó. Này em ok luôn đúng không mấy chị? Rồi chị Hương Nguyễn là hai bộ nha chị ơi. Em lấy cho chị một bộ bi xanh với một bộ mã da đó nha chị. Của chị được hai bộ đó. Tay dài 60 kg chị lấy bộ này nè chị. Chị Mộc Miên ơi, chị Mộc Miên lấy bộ này nè. Bộ này chị mặc là đẹp luôn, giải nó đẹp lắm chị. Giải xịn luôn á. Riêng cái bộ màu vàng với bộ màu xanh này là giải, ok. Ok, em lại lựa cho chị hai bộ tay dài đó. Rồi tiếp tục nha các chị ơi. Cái bộ bi hồi nãy mình còn cọc bi nữa chị, còn cọc bi xanh nền xanh đen, bi bi nhỏ 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 nhỏ, chị coi nó ở đâu rồi. Thử thử chị cái này, chị sợ cái tay vô tay dài. Bộ em mặc là không có size của chị Mộc Miên ơi. Bộ em mặc size nhỏ chị. Rồi, bộ này 65 kg trở lại mặc dừa nè các chị. Lên giúp em mã này là mã bông nâu đi các chị đẹp nha em. Chốt em mã bông nâu 65 kg trở lại mặc dừa. Bông nâu nha các chị ơi. Tay dài luôn nào. Chốt em mã bông nâu 65 kg trở lại mặc dừa. Giải rất đẹp luôn nha. Form quần nè mấy chị. Lên giúp em mã bông nâu ạ, à, bông nâu. Rồi em còn bộ bi nè. Bông nâu cho chị Ký Ức Vui Vẻ một bộ. Lên giúp em mã bi 65 kg trở lại mặt dừa luôn. Bi nền xanh đen lên bi màu trắng. Bi em còn được hai bộ. Giờ cái form quần nè mấy chị đẹp chưa? Lên giúp em mã bi ha, bi em chốt cho chị Yên Ngô một bộ. Bi em còn được một bộ mấy chị, 65 kg trở lại mặt dừa.
em chốt cho chị ký ức vui vẻ một bộ luôn. Sáu mươi ba ký trở lại, 62-63 ký trở lại mặt dừa nè các chị. 62-63 ký trở lại mặt dừa, lên giúp giùm em mã này là mã, quay lại giúp giùm em là mã M1 nha. Quay lại giúp em mã M1. Bi em hết rồi chị Hương ơi. Hồi nãy là chị có một bộ bi rồi, nhưng mà bi nó bự hơn nha. Của chị hai bộ rồi đó. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha, 62-63 ký trở lại nè các chị, lên giúp em mã số 1. Mã số 1, cái này là lên hình zig zag gì nè mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 1, 62-63 ký trở lại. Em lên một loạt cái hàng size bự cho mấy chị một cái nha. M1 em chốt cho chị Tiết Nga Lê. Rồi bộ này, bộ này 65 ký trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã này là mã nhí. Ok, vải nó đẹp dữ vậy. 65 ký trở lại mặt dừa nè cái chị, lên giúp em mã nhí. Chị nào mà thấp người á thì tầm khoảng 62-63 ký trở lại mặt cho thoải mái nha. Lên giúp em mã này là mã nhí nâu đi các chị, nhí nâu. 65 ký cao 1m56-57 trở lên, chị nào hơi thấp người, hơi tròn người tí xíu hoặc có lớn tuổi tí xíu đó, chị có tay thì 62-63 ký trở lại. Lên giúp em mã nhí nâu. Nhí nâu size lớn nhất là size 65 ký thôi nha chị đẹp nha em. $125.000 một bộ chị. Đẹp quá các chị ơi. 50 ký trở lại. Bộ này 50 ký trở lại mặt dừa các chị, đẹp quá. Nè em lấy cho chị ấy đi. Chị Tư mặc bộ này chắc ok, 4 mấy ký. Em để vô là bé lầm một bộ, nhưng bộ này nữa là hai bộ. Rồi tiếp tục nha các chị ơi, em hết size lớn rồi đó. Ừ, mấy cái size nhỏ nhỏ đó em lấy à. Lượng 10 bộ 10 bông. 10 mèo. $125.000 một bộ nha chị. Rồi bộ này, trời, cái màu vàng này mặc lên là nó trắng như ngọc trinh luôn nè mấy chị. 55 ký trở lại mặt dừa. Bộ em mặc hết rồi chị. 55 ký trở lại mặt dừa các chị đẹp nha em. Lên giúp em mã số 2. Em đã phải trả bộ đồ. Bộ này 55 ký trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 2 các chị. Lên giúp em mã số 2 ha. 55 ký trở lại mặt dừa, chốt em mã số 2. Mã số 3. Mã số 3 các chị. Màu đen. 55 ký trở lại mặt dừa luôn, lên giúp em mã số 3. Mã số 3 ha, 55 ký trở lại mặt dừa. Em đang mặc là lụa Latin hết nha mấy chị, mấy cái hàng màu này là lụa Latin cao cấp hết giúp em nha, 125.000 một bộ thôi các chị đẹp nha em. Hàng bán shop với hàng bán store nha. Sale rất là đẹp luôn. Bộ màu xanh lá này dễ thương lắm nè, hình con vịt nè mấy chị. Chị nào mua cho con gái nè, hoặc là chị nào mà hơi còn trẻ, hơi tin tin tí xíu đó ha, chị mặc mấy bộ này dễ thương lắm. Đẹp quá. Số 3 em chốt cho chị Thùy Phạm. 57 ký trở lại luôn các chị. Bộ này 57 ký trở lại luôn, lên giúp em mã số 4.
lên giúp em mã số 4 luôn ha, 5657 ký trở lại nè, lên giúp em mã số 4. Mã số 4 các chị, mã số 4. Nè mấy cái bộ mà sang sang hồi nãy em nói với mấy chị nè nha. Rồi cái chị đẹp nhà em ơi. Mã số 5 đẹp quá trường đẹp luôn. Mã số 5 nha, 57 ký trở lại mặt dừa. Mã số 5 bộ này đẹp lắm. Bộ em mặc 58 ký nha, 58 ký mặc chắc hơi ôm ấy. Vậy. Mã số 5 bộ này mặc sang cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, 57 58 ký trở lại nha. Bộ này mã số 5 hả? Năm em chốt cho chị Lộc Thiện. Số 6 nè các chị. Số 6. 60 ký trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 6. Chị Thanh Lê chốt bộ này cũng đẹp nè, chị Thanh Lê màu này cũng đẹp nè. Màu này nó ngọt. 60 ký trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 6. Mã số 6 giúp em nha, mã số 6. Số 6 em chốt cho chị Tuyết Nga Lê. Số 6 em chốt cho chị Tuyết Nga Lê là em hết. Rồi 60 ký trở lại mặt dừa tay dài mấy chị. 60 62 ký trở lại mặt dừa bọn này nè. 60 62 ký trở lại nha, lên giúp em mã số 7. Mã số 5 em hết rồi chị. Mã số 7 giúp em mấy chị, 60 62 ký trở lại mặt dừa, chốt em mã số 7, màu này màu đỏ mận giúp em nha, tay dài. Lên giúp em mã số 7. Mã số 7 em chốt cho chị Trang. Số 7 em hết chứ. Rồi lên giúp em mã số 8. Mã số 8 mấy chị, 58 ký trở lại luôn. Mã số 8. 58 ký trở lại mặt dừa, mã số 8 giúp em rất đẹp luôn. Bộ này em còn được có vài bộ thôi, cái chị đẹp nhà em chốt đi, vải cực đẹp nha, đẹp lắm. Mã số 8 cho chị Lộc Thiện. Số 8 em chốt cho chị Lộc Thiện, số 7 em hết nha. Bộ này kiểu khác, bộ này nó cũng màu đỏ. Nhưng mà kiểu nó khác, lên giúp em mã số 9. Rồi, mã số 9 đẹp quá nè. Mã số 9 là 62, 63 ký trở lại mặt dừa. Mã số 9. Số 9 em chốt cho chị Trang luôn. 62, 63 ký, mã số 9 cho chị Trang. Mã số 10 cái chị. Rồi bộ này bị lỗi luôn rồi. Bộ này nó bị nhâm ở phía sau. Bộ đẹp quá chừng luôn, tự nhiên cái bị lỗi. Để cho chị luôn bé Thủy. Mã số 8 hết à. Mã số 8, số 9 em hết. Rồi em còn màu hồng phấn nào, nãy chị nào chưa chốt được bộ này mấy chị. 60, 62 ký trở lại mặt dừa. Bộ này 60, 62 ký trở lại, lên giúp em mã số 10. Hả? Rồi vậy là em M8 em sẽ chốt cho chị Thanh Lê. M8 chốt qua cho chị Thanh Lê đi. Em M8 cho chị Thanh Lê nha. Chị Lộc Thiện bị trùng màu, em chốt cho chị Thanh Lê. Mã số 10 em chốt cho chị Tuyết Nga Lê. Số 10 màu hồng phấn cho chị Tuyết Nga Lê. Mã số 11 cái chị. Mã số 11,
60kg trở lại mặt dừa. Mã số 11 60kg trở lại. Cao 1m56, 57 trở lên giúp em nha. Còn chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 57kg chứ chị. Hả? Ừ. Mã số 11 em chốt cho chị Trần Ngọc Hòa. Mã số 11 cái chị, bộ này đẹp lắm luôn á, màu xanh nè. 125.000 một bộ nha chị ơi. Nè, cái form quần là cái chị mặc thoải mái nha. Bộ này 60kg, cao 1m55 trở lên. Còn chị nào dưới 1m55 á thì cái chị tầm khoảng 56-57kg. Mã số 11 nha, mã số 11. Nó có giống không, nó có khác đúng không? Mã số 12, màu xanh đen giúp em. Mã số 12, 125.000 một bộ chị. Rồi, 58kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 12. Màu xanh đen nha các chị. Mã số 12, 58kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 12. 12 em chốt cho chị Trang. Rồi chốt em mã số 13. 55kg trở lại mặt dừa các chị. 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 13. 55kg trở lại. Giống như giống bộ em đang mặc vậy nè. Mã số 13 ha. Mã số 13, 55kg trở lại. 13. Ba em chốt cho chị Trang luôn. Alo, giờ Diệu nghe hả? Hả? Rồi đơn hàng bị gì anh? Khách tên gì? Hả? Rồi cái đó anh tách đơn ra giùm em đi. Cái đó là bộ đó, hai bộ đó là bao nhiêu tiền ạ? Rồi vậy cô nói với ảnh trừ ra 165.000 giúp con đi cô. Rồi cảm ơn con. Dạ dạ rồi. Trăm chín. Rồi. Ừ? 13 là bộ màu đỏ này đó. Đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, bộ này. 14 mấy chị, 60kg trở lại mặt dừa, mã số 14. 14 60kg trở lại mặt dừa nha. Lên giúp em mã số 14. 14 60kg trở lại các chị. Mã số 14. 14 em chốt cho chị Lộc Thiện. Rồi mã số 15. 57kg nè mấy chị. Mã số 15, 57kg trở lại mặt dừa. Màu cam đất nè. Ừ. 15 em chốt cho chị Lộc Thiện luôn. Bộ đó vải đẹp mấy chị Lộc Thiện. Bộ đó vải đẹp. Rồi lên giúp em mã sọc cái chị. Mã sọc 60kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã sọc tay dài. 60kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã sọc. Mã sọc 60kg trở lại mặt dừa các chị. Chốt em mã sọc.
đẹp quá. 60kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã này là mã hoa nhí. 60kg trở lại mặt dừa giúp em, mấy chị lên giúp em mã này là mã hoa nhí ạ. Hoa nhí 60kg trở lại mặt dừa, giúp em mã hoa nhí. Dạ em cảm ơn chị Lộc Thiện rất là nhiều. Bộ đó vải đẹp mướt. Latin là giải là ok ha chị Mango, đợt này giải cũng ok luôn. 63kg trở lại mặt dừa nè các chị. 62, 63kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số này là mã số 8. Mã số 8 giúp em nha. 62, 63kg lên giúp em mã số 8, tay dài luôn. Vải đẹp nha mấy chị. Lên giúp em mã số 8 nè, mã số 8. Mã số 8 em chốt cho chị Trang. Rồi bộ này 60kg trở lại mặt dừa luôn, lên giúp em mã số 9. Mã số 9 60kg trở lại mặt dừa luôn các chị, mã số 9. Mã số 9 60kg trở lại mặt dừa, mã số 9. Mã số 10 màu xanh biển nè. Mã số 10 luôn các chị yêu ơi, 60kg trở lại mặt dừa luôn. Em chốt cho chị Tiết Nga Lê mã số 9. Rồi mã số 10 60kg trở lại luôn ạ. À. Mã số 10. Đẹp quá. Mã số 10 các chị. Số 10, số 10, số 8, số 9 em hết. Số 10 đi các chị đẹp nhà em, số 10. Đẹp đấy ha. $125.000 một bộ. Số 10 em chốt cho chị Tho Phạm. Mã số 11 50kg trở lại mặt dừa. Mã số 11 50kg trở lại mặt dừa các chị. Chốt em mã số 11. 11 50kg trở lại mặt dừa, mã số 11. Rồi mã số 12. Mã số 12 55 57kg trở lại mặt dừa, mã số 12. 55 57kg trở lại, mã số 12 em chốt cho chị Trang. Mã số 13. Để em mặc thử bộ này vô dễ thương. Mười hai em hết chứ ơi, 13 giúp em đi mấy chị, 13. Mười ba là cũng tầm khoảng 5-6, 5-7kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc được nè. Rồi, thoải mái nhất là cho các chị 55kg ha. 13. Chị nào có con gái nào nè, mua cái này cho nó mặc mấy chị, mặc ở nhà, dễ thương. Kín đáo ha, mát mẻ. Rồi, lên giúp giùm em mã này nha, 55-56kg trở lại. Lên giúp em mã số 13. Ngắm cái nha, dễ thương nha. 55 nha mấy chị ơi, 55kg nha. Lên em mã số 13. Chốt em mã số 14, 14 cô gái nè mấy chị. 55kg trở lại luôn, mã số 14. Quần màu đỏ mận giúp em nha. Lên giúp em mã số 14, đẹp quá.
14 14 nha mấy chị. Mười ba em chốt cho chị Trần Ngọc Hòa. 14 nha, 14 là màu đỏ giúp em. Không dịch. Mèo. 14 em chốt cho chị Diệp Ngọc Hạnh. Mười lăm cái màu này dễ thương nè mấy chị. Dạ em không có size 70kg à. Rồi lên giúp em 15 mấy chị, 15. Lựa cho chị mấy cái bộ cổ này nè, cổ truyền thống. 16 giúp em mấy chị. Mã 16. 55 57 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã 16 tay dài rất đẹp luôn nè. Cổ truyền thống nha. 15 em chốt cho chị Diệp Ngọc Hạnh. 16 cho chị Trang Nguyễn. Rồi lên giúp em mã số 17. Tay dài luôn. 55 56 kg trở lại luôn cái chị, mã số 17. Mã số 17 giúp em nha, mã số 17. 16 17. Mười tám là mã beo giúp em. 17 em chốt cho chị Thấm Thấm Nguyễn. 17 này nó không đẹp mấy chị. 17 của cái này nó bị khô. 17 giúp em mã này, mã sọc trắng các chị, sọc trắng. 63 kg trở lại mặt dừa, chốt em mã sọc trắng. 63 kg trở lại mặt dừa, chốt em mã sọc trắng tay dài ha, 63 kg. Sọc trắng 63 kg trở lại mặt dừa. Sọc trắng em chốt cho chị Trang Nguyễn. Rồi 63 kg luôn mấy chị. 63 kg lên giúp em mã hoa trắng. Hoa trắng. Cái quần các chị mặc thoải mái luôn nha, rất đẹp luôn, 63 kg. 63 kg trở lại mặt dừa, đẹp lắm. Hoa trắng lên giúp em mã hoa trắng. Mẹ mặc dừa không bé thôi. Chồng vô chị. Để em coi bé chồng vô không, coi 65 kg cái chị mặc vừa không ha, bộ hoa này đẹp lắm luôn nè. Rồi bộ này 65 kg cái chị mặc được giúp em luôn. Bộ hoa trắng này 65 kg trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa. Hoa trắng nha các chị. Đẹp lắm. Hoa trắng ạ. À.
hoa trắng cái chị. Giải mango với lại là latin nha chị ơi, hàng cao cấp giúp em rất là đẹp. Mango latin. Còn bọn này đẹp nè. Hoa trắng em chốt cho chị Nguyễn thêm một bộ. Dạ em không có size 70kg nha chị Trần Yến ơi. 55-56kg trở lại mặt dừa nè các chị đẹp. Lên giúp em mã, mã này mã xanh ngọc. Hoa trắng em chốt cho chị Diệp Ngọc Hạnh một bộ. Chốt em mã này mã xanh ngọc các chị. 55-56 chị nào cao tí xíu 57kg các chị mặc cũng ok luôn. Lên giúp em mã xanh ngọc nha. Xanh ngọc, xanh ngọc. Rồi 65kg trở lại mặt dừa luôn các chị. Lên giúp em mã này là mã tim. Lên giúp em mã này là mã tim nha. 65kg trở lại mặt dừa. Đẹp lắm mấy chị. Lên giúp em mã này là mã tim nha các chị. 65kg trở lại. Bộ này các chị mặc mát và đẹp lắm. Sáng mặc đi chợ đồ này kia luôn nha mấy chị ơi. Ok luôn nha. Dễ đẹp, phơm đẹp. Mã tim em chốt cho chị Phạm Thủy. Rồi lên giúp em mã này là mã chữ trắng. Chữ trắng mấy chị. Hàng store này rất đẹp luôn. 65kg trở lại mặt dừa luôn. Tay này nó không có quá dài đâu nha mấy chị. Tay này nó lỡ lỡ giống như cái bộ xanh nãy em mặc vậy đó. 125.000 một bộ. Tim em chốt cho chị Diệp Ngọc Hạnh một bộ. Bốn mươi lăm ký mặc nó hơi thoải mái nha chị Diễm Trinh ơi. Chữ em chốt cho chị Nguyễn Hà một bộ. Chữ 65kg trở lại mặt dừa luôn các chị. Cái này là mango nha, mango xịn luôn nha mấy chị, mát lắm. Mướt gược. Lên giúp em mã chữ các chị, mã chữ 65kg trở lại mặt dừa. Chữ trắng cho chị Diệp Ngọc Hạnh một bộ. Vẫn còn người bé thích. Bộ xanh ngọc đâu rồi bác Thị? Bộ xanh ngọc chốt cho em. Cho chị mượn rồi. Bốn mươi lăm ký mặt là hơi rộng á chị. Bộ này tầm khoảng 55-56kg ha. Chị nào cao cao tí xíu 57kg mặt cũng được. Nhưng mà nếu mà chị đồ chị mặc ở nhà thì chị mặc cái này cũng được. Đồ mặc ở nhà không sao. Rồi lên giúp giùm em xanh ngọc nha. Chị thích tay dài hả? Chị thích tay dài hay là chị thích tay con? Tay con em có nhiều size nhỏ cho chị lắm. Tay dài thì size 5 mấy ký là nhiều nha. Rồi bộ này 65kg luôn nè các chị. 65kg trở lại mặt dừa luôn. 65kg trở lại. Lên giúp giùm em mã này là mã lên giúp em mã số này là mã số 15. Mã số 15 giúp em ha. Mã số 15. Mã số 15. Bộ xanh ngọc đó chị Diễm Trinh có lấy không chị Diễm Trinh ơi? Chị không lấy em chốt cho chị Lý Trung Thị ha. Rồi vậy là em chốt cho chị Diễm Trinh. Bộ xanh ngọc đó em chốt cho chị Diễm Trinh là em hết nha chị Lý Trung Thị ơi. Rồi lên giúp em mã số này, mã số 15 đó chị. Dạ về bóp vô tí xíu giúp em ha. Rồi mã số 15. Mã số 15 giúp em nha các chị.
15 em chốt cho chị Nguyễn thêm. Dễ thương quá vậy. Cái này là kiểu áo giấu quần nha mấy chị ơi, đẹp quá chừng đẹp luôn á, vải nó đẹp. Có nghĩa là cái áo nó dài sẽ phủ mông cho cái chị nha, và quần của, ở trong của nó sẽ là quần đùi. Cái kiểu mà áo giấu quần á. Quần đùi là em chốt cho cái chị giá 115.000 một bộ nha. 115.000. Bộ này size khoảng nhiêu ký ta? Bộ này em mặc vừa thôi vậy bác thấy. Vừa luôn hả? Rồi 63 ký trở lại cái chị. Lỡ là 115.000 ha, dài là 125. Bộ này lỡ này chị chờ em xíu đi em lên cho. Bộ lỡ nó đẹp đó. Em nhớ cái mấy cái bộ mà hôm cái đợt trước chị về không? Bộ mặt tay dài kiểu đẹp đẹp đó. Ở trong mấy cái gọc này nó còn mấy bộ nè. Lấy ra chị bán luôn. Soạn ra chị. Đây tay dài nè chị. Đẹp quá. 55-56 ký trở lại mặt dừa luôn nha. 55-56 ký cái chị. Chị nào cao 1m56-57 trở lên 57 ký mặt dừa luôn. Còn không em chốt cho cái chị tầm khoảng 56 ký trở lại. Rồi lên giúp em mã số này, mã số 16. Mã số 16 giúp em nha. Cái màu vàng đẹp quá chừng luôn mấy chị. Mã số 16 cái chị. 55-56 ký trở lại mặt dừa lên giúp em mã số 16. Bộ này lỗi nè bé Thủy. Đúng không? 16 em chốt cho chị Trang. Mã số 17 55 ký trở lại mặt dừa. 55 ký trở lại mặt dừa cái chị lên giúp em mã số 17. 17 nha, 55 ký trở lại em chốt cho chị Trang luôn. Ôi đẹp quá. 55 ký. À bộ này 52 ký à mấy chị. Này chị Diễm Trinh mặc dừa nè, mã số 18. 52 ký trở lại mặc dừa, 50-52 ký. Bộ này chị Diễm Trinh mặc ok nè chị. 18 cho chị Trang. Chị Trang lấy luôn hả chị Trang? Bộ này form nhỏ nha chị Trang ơi. Em chốt cho chị luôn nha. Rồi mã số 19 mấy chị. Mã số 19. Mã số 19. 50 ký trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 19. Tay con. Mã số 19, chị Trang Nguyễn chốt trước rồi chị Diễm Trinh. Nhà chị một đàn cháu hả? Ok chị. 19 em chốt cho chị Trang Nguyễn luôn. Và chị mua cho mấy bạn mà mấy bộ này là mấy bạn quá chị thích rồi. Đồ này đẹp. Trăm 25.000 một bộ chị. 52 ký trở lại mặt dừa. 18 em hết rồi chị. 52 ký trở lại mặt dừa. Cái chị đẹp nhà em. Lên giúp em mã số 20. 20 em chốt cho chị Diễm Trinh. Mã số 18 là bộ nào vậy bác thầy? Trong đây đâu có bộ nào đúng không? Khác đúng không em? Phải bộ này không? À. 20 em chốt cho chị Diễm Trinh.
21 nè mấy chị. Tay dài ha, hàng Latin giúp em. 55 56 kg trở lại mặt dừa lên giúp em mã số 21. 55 56 kg trở lại mặt dừa chốt em mã số 21 ạ. À. Latin em còn được có mấy bộ nữa là em hết rồi. Mấy bộ tay dài nữa. Lên giúp em mã số 21. Rồi màu cam đất là mã số 22. 21 cho chị Diễm Trinh. Rồi 55 kg trở lại luôn cái chị đẹp, lên giúp em mã số 22. 55 kg trở lại lên giúp em mã số 22 ạ. À. 125 cái chị nha, 125. Hai hai em chốt cho chị Trang. Rồi mã số 23. Em 3 tay lỡ, tay con chứ lộn, đẹp quá. 57 kg trở lại mặt dừa các chị. 23. 55 56 chị nào cao tí xíu thì 57, còn không 55 kg trở lại cho chắc ăn nha. 23 cho chị Trang luôn. Rồi 24. Em 4 màu xanh biển tay dài 55kg trở lại các chị. 55kg trở lại lên giúp em mã số 24, 23 em hết à, 24 ạ. À. 24 xanh biển tay dài nha các chị đẹp. 55kg trở lại mã số 24. Hai lăm là màu đen các chị. 55kg trở lại, màu đen tay con đẹp quá. Lên giúp em mã số 25. 55kg trở lại mặt dừa mã số 25. 25 em chốt cho chị Trang. Số 2kg em còn đó chị, nhưng mà không biết là chị chịu cái mẫu đó không nha. Rồi tiếp tục. Đây bộ này 60-62kg trở lại mặt dừa nè chị. 60-62kg trở lại mặt dừa lên giúp em mã số 26. 26 giúp em nha, 60-62kg. 62kg cao 1m56-57 trở lên. Chị nào mà hơi thấp người thì tầm khoảng 60-60kg lên giúp em mã số 26. Mấy bộ này đẹp lắm luôn nè các chị. Hai mươi sáu em chốt cho chị Phạm Thủy. Bộ này bao nhiêu ký thôi ta? Bộ này 55kg trở lại mặt vừa các chị. 55kg hàng F21 các chị nha. Đẹp lắm, giải rất đẹp. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã này mã họa tiết. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã họa tiết. 27 hả? 27 chị Hương Đinh, chị Hương Đinh mặc size bao nhiêu? Lên mã này là giúp em mã họa tiết đi các chị, mã họa tiết nha. Họa tiết em có một bộ. 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã họa tiết, hàng F21 rất là đẹp. Form nó đẹp lắm luôn. 55kg trở lại. Để em mặc bộ này cho các chị xem. Hàng F21 nha các chị, rất là đẹp luôn nha. Bộ này 55, 56 kg cái chị đẹp nha, em mặc ok nè.
Xe 65kg em lên hết rồi đó chị Quyên Trần. Nó có mấy cái bông hồi nãy giờ em lên đó chị. 55kg trở lại mặt dừa cái chị. Lên giúp giùm em mã này là mã số 28. Mã số 28 nha. Bộ này đẹp lắm. 28 giúp em. 55kg trở lại mặt dừa mã số 28. Cái chị mã số 29 55kg trở lại luôn. Lên giúp em mã số 29. 28 là em đang mặc bộ này, lên giúp em mã số 29. Rồi bộ này lên giúp em mã số 30. 30 tay con nè mấy chị, đẹp chưa? Để lấy bộ này mặc nữa. Mấy chị mua đi mấy chị ơi, em lấy nhà em giờ em đầy tủ luôn rồi mấy chị. Em đặt cái tủ mấy mét ta, cái tủ em chảnh nhiều mét ta, chiều ngang hết trơn cái phòng của em luôn á mấy chị. Em đựng không đủ cái tủ là bằng ba cái tủ bình thường của mình đó. Giờ hết chỗ để rồi. Lô nào về em cũng dài bộ hết trơn á. Mấy bộ này đẹp lắm nè, sao mấy chị không chốt? 55, 56kg trở lại mặt dừa. Ủa, mặt xong một vòng mấy tháng sau mới vòng lại nữa. Mã số này 29 đúng không bé? Mấy rồi? 30 hả? Mã số này là mã số 30 đúng không mấy chị? 30 em chốt cho chị Thùy Phạm. Tay con bộ này đẹp dữ lắm luôn rồi chị. 55, 56kg bộ họa tiết. Giả đẹp lắm. Hàng này là bán tính bằng đô đó mấy chị đẹp nhà em. Một đô của nó là nhiêu ta, tính trung bình là 20 ngàn đi mấy chị. 10 đô là nhiêu? Là 200. Bộ này là bán 15 đô chính. Đó. Chị không mua mấy bộ này là uổng dữ lắm luôn á. Chị Loan Phạm ơi, em nói với chị đẹp nhà em rồi, khi nào chuyển tiền cho em xong đi rồi mình chốt nha. Em không có, chị không có hẹn với em nữa. Hết rồi chị Anh Trần nha. Mã số 30 là bộ này hả chị Thùy Phạm ơi. Em lấy cho chị bộ này nha. 55, 56kg trở lại mặt dừa nha chị. 125 ngàn một bộ. Lên giúp em mã số 31. Tay dài. 55kg trở lại mặt dừa luôn. 55kg trở lại mặt vừa luôn. Cái chị lên giúp em mã số 31. Em có 2 bộ. Mã số 31 nha. Chốt em mã số 31. Rồi bộ cuối cùng là mã số 32. Chốt em mã số 32 các chị. 32 là em có tay con nè. Chị Thùy Phạm ơi, khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn thì chị nói với bạn chị. Bây giờ em không biết cái bộ của chị ở đâu mà để em xả nữa. Khi nào mấy bạn nhà em gọi chốt đơn á, chị cứ nói với mấy bạn. Chị chốt cái mẫu 30 là cái mẫu em đưa lên cho mình đó, xác nhận lại giúp giùm em phải không chị Thùy Phạm? Bộ này mã số nhiêu quên rồi, 32 hả mấy thầy? Này 31 nè. Bộ này 31. Rồi mã số 32 giúp em nhé chị. 55kg trở lại mặt dừa giúp em luôn. Mã số 32 tay con. Rất là đẹp luôn nè. 55kg. 55kg cao 1m55 trở lên. Chị nào hơi thấp người thì 52kg trở lại. Alo, vậy chị nghe ạ. Mình có đơn hàng gửi về Vĩnh Thạnh, Cần Thơ nè. Rồi sao anh? Cái đơn có chưa dễ pha khách đặt 6 bộ, 7 bộ cho 6 bộ, 6 bộ mà nhưng mà khách nhận hết trơn, mà còn bộ khách trả lại nè, mình có đồng ý không? Alo. Chị đặt chị trừ heo hả chế? Đây nè, nói chung là nói chuyện với khách giùm em đi ha.
alo, con gái ơi, nó rộng quá chừng luôn. Mai mốt chị đặt, mai mốt chị đặt, chị đừng có chịu hao giúp em nha, lên chính xác cân nặng và chiều cao em mới ấy cho chị được. Hai bộ nó giống nhau nhưng mà cái quần á thì nó to hơn, cái quần màu tím trà đó nó to hơn con 13 phân vậy á. Rộng lắm. Thường á là size em cắt lên á là nó không có lệch nhau nhiều thôi chị. Rồi bây giờ á cái bộ đó là bao nhiêu tiền? Nè nè, bây giờ thôi đừng có cãi nữa, tốn tiền. Bây giờ đừng có cãi nữa. Chị, bây giờ cái bộ đó bao nhiêu tiền? Chị trừ nói với anh bưu tá á, trừ lại giúp giùm em. Rồi xong rồi á là hoàn cái bộ đó về cho em. 165.000. Rồi, rồi. Rồi bây giờ á, rồi bây giờ chị trả, chị trừ trong cái bill đó là ví dụ như 700.000 đi em, ví dụ chị trừ lại 165.000. Rồi còn bên dưới chị trả cho anh bưu tá giùm em. Cái đơn tổng cái đơn hàng 6 bộ đồ là 1.030.000. Giờ mình trừ khách lệ một đơn đó bao nhiêu tiền? 165.000 anh. 165.000 phải không? Dạ. Yeah. Rồi, rồi rồi. Rồi cái đó chị sửa code hay là em sửa code lại cho. Rồi chị có mã nhân đơn không? Hả? Chị có nhớ mã nhân đơn cái đơn này không? Không, để em đọc cho. Anh lên trạng thái đi, anh lên trạng thái giao một phần đi rồi em lên em duyệt cho. Nói chung là giao phần khó khăn lắm chị ơi. Bây giờ thì chị sửa code đi rồi xong cái em gặp thì còn một bộ này em gửi về cái shop chiếc mũi cho mình nè, ở phường An Hòa Ninh Kiều nè. Rồi ok. Rồi ok chị. Rồi. Trừ ra 180.000 phải không? Trừ ra 165.000 đi em. Rồi ok rồi. Rồi rồi em lên trạng thái rồi nữa xong em cái chị chỉnh tốt lại giùm em. Rồi ok. Chị Thư Phúc ơi, chị Thư Phúc lên cân nặng và chiều cao giúp em đi chị. Chị Thư Phúc lên cân nặng chiều cao giúp em mã số 32 em chốt cho chị ha, 55kg nha chế, 55kg cao 1m55 trở lại. Ủa anh trở lên lộn. Rồi hết rồi đó cái chị đẹp nhà em ơi. Bé Thị nó ngồi dưới gió, chị ngồi trên gió chị không nghe. Mấy chị đặt hàng shop em đừng có trừ hao số ký nha mấy chị. Đừng có trừ hao số ký, hoặc là khi mà em chốt đơn cho mấy chị là em đã có tư vấn cho cái chị rất là kỹ. Rồi lên giúp em quần đùi đi mấy chị, quần đùi áo giấu quần rất đẹp luôn nè. 32 là cái bộ nâu á. Bộ kia kìa, bộ tay con á. Bộ nâu nhẹ. Ừ. Mà cái bộ này vô nhìn vui vậy. Cái chị đẹp nhà em ơi, cái bộ này đẹp lắm luôn nè. Bộ này cái chị dạng như là áo giấu quần nha. Quần đùi. Này quần em mặc vừa không bé Thi? Cái này 55 đến 65kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Bộ em đang mặc quần đùi này nè mấy chị mặc ở nhà nha. Là 55kg đến 65kg cái chị đẹp nhà em mặc được. Chị có muốn coi mẫu này không? Mẫu này thì 115.000 bộ, rất là đẹp luôn, em có nhiều bông lắm. Chị nào thích đùi. Ok chị Thư Phúc. Bộ này 55kg đến 65kg là mặc đẹp nha mấy chị, em mặc thì nó hơi rộng nha. Em mặc hơi rộng so với em. Chị Trung Hiền ơi, cân nặng chiều cao của chị là bao nhiêu vậy chị? Cân nặng và chiều cao của chị là bao nhiêu chị đẹp ơi? Cái chị ơi, cái chị có muốn coi bộ này không? Không coi bộ này thì em offline nha. Em offline cho mấy bạn nhà em chốt đơn. Đơn này chiều bên em gọi điện chốt đơn luôn nha các chị. Toàn là cái bộ quần đùi này toàn là bông đẹp không à mấy chị, họa tiết nó đẹp lắm. Chị nào mà satin ha, nói chung đó là cái chị đẹp nhà em thích cái kiểu giống như là modern một tí xíu đó, là cái chị mặc cái bộ đùi này rất là đẹp. Đây em còn được bộ này size bự nè. Bộ lửng tay con là bộ nào ta? Không có lửng chị, đùi không à, đùi với dài hả, không có lửng. Một
1m59 60kg hả? Có đùi 70kg không? Chị Quỳnh Thị Xanh ơi, đùi 70kg hả? 70kg chắc chị mặc không vừa quá chị. Cái áo thì có thể chị mặc được, nhưng mà cái quần em sợ mặc nó hơi ôm. Bộ này em nghĩ 55-65kg chị mặc đẹp nha, 55kg-65kg. Dạ ok chị Lộc Thiện nha, chiều em đi đơn luôn nha chị. Rồi bộ này lên giúp em bộ kẻ đi mấy chị. Bộ này 63kg trở lại mặc dừa nè. Bộ này 62-63kg trở lại mặc dừa. Chị Nguyễn Thiêm ơi, nãy giờ em vô lên cho chị đó, kẻ em chốt cho chị Trang. Chị Nguyễn Thiêm nãy giờ chốt mấy bộ đó chị, là em đọc số ký đó, là chị cao trên 1m55 thì vô cái số ký đó thì chị mặc dừa nha. Chứ cái này nó không có size, hàng resize. Còn bình thường nếu mà hàng có size thì chị mặc size số 3 nha. Nếu mà hàng có size là mặc size 3. Kẻ em hết rồi mấy chị, kẻ em hết. Rồi bộ tay con luôn, 55kg trở lại mặc dừa. Lên giúp em màu hồng phấn đó chị, đẹp quá. Chốt em mã hồng phấn 55kg trở lại mặc dừa. 55kg đó chị, hồng phấn. $125.000 một bộ chị Vân ơi. Latin với mango cao cấp á chị. Giải mặt mát lắm. Rồi em hết rồi đó cái chị. Offline ở đây nha cái chị đẹp nhà em ơi. Bữa nay là hết Latin luôn rồi đó các chị. Còn em còn lại đa số ở trên đây là hàng mango ha. Hàng Latin là bữa nay em like hết luôn. Nên là các chị nào mà chốt được đừng có xả ra nha. Xả ra là không còn hàng để mình chốt lại đó. Vừa nha chị Nguyễn Thiêm ơi. Có nghĩa là hồi nãy giờ chị chốt bộ là size 65-63kg trở lại là chị mặc ok hết đó chị. Vừa hết nha. Size 65kg em còn cái bộ sơn thủy hồng cho mấy chị nè. Còn bộ nào chưa ấy không chị, cho xíu không? Rút ra giùm em. Cái bộ đùi này giải đẹp quá chừng đẹp luôn mấy chị. Nè cái bộ này chị mặc cũng ok luôn nè chị Nguyễn Thiêm. Chào cái quần. Đó. Mấy bộ này là mấy chị mặc là lên là phơm rất là đẹp nha. Không có sợ bị ngắn. Sáu ba ký trở lại nè cái chị. Sơn thủy hồng. Sáu ba ký trở lại mặt dừa, chốt em mã sơn thủy hồng. Rất là đẹp luôn. Em mặc là nó rộng nha. Mấy chị tầm khoảng năm mấy 60kg trở lên. Sáu ba ký trở lại là mặc ok. Chốt em mã sơn thủy hồng đi các chị, sơn thủy hồng. Rồi em offline nha các chị ơi. Bye bye các chị đẹp nhà em nha. Hẹn gặp lại các chị vào buổi live tiếp theo. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nổi. À, bữa nay mình được hai bộ đồ mới nữa rồi đó.